Đây là chỗ mà rất nhiều người chúng ta có khi thích nghe. Cảnh giới chư hương linh có tồn tại hay không? Tồn tại theo cái tình chấp của mỗi một con người, mình chấp ở đâu? Nhớ nghe quý vị. Chùa mình lúc trước tới giờ nó ổn định về cái phần người âm mà nhập dựa không có. Trên là hòa thượng không có chấp nhận điều này. Kế là những đức cũng không có dính mấy cái việc này. Nhưng mà hồi chiều này có mấy đứa bé nhỏ trong chùa quét sân, có bốn bé tự nhiên cái giống nó bị hương linh nhập dựa khi nó còn yếu, còn nhỏ, khóc đồ này kia. Xong những đức lên niệm Phật đồ này kia, xong chút trở lại bình thường. Thì những đức hợp chúng lại hết. Những đức muốn nói việc này để cho mỗi một người chúng ta khi ở trong chùa, nhất là ngôi Tam Bảo mình hiện tại tu tập nhiều, hướng dẫn phá tu đông, nhiều người khắp nơi nơi về đây. Đã là nhiều người sống về đây thì cũng nhiều chư hương linh về đây. Nhớ nghe quý vị. Khi một ngôi chùa không ai về thì hương linh cũng ít. Nhưng mà khi ngôi chùa đông người về thì hương linh cũng đông. Nên từ hôm nay chùa mình cúng đi thực, những đức sẽ bố trí cúng nhiều thêm. Mình quan tâm cho người sống, thật sự mình cũng quan tâm cho người chết chưa siêu thoát, được có nhân viên nương tựa trong ngôi Tam Bảo. Đức Phật A Di Đà ngày phát lên 48 lời nguyện, trong đó có một lời nguyện, đó là nguyện thứ 18. Ngài nói rằng chúng sanh mười phương, có nghĩa là tất cả chúng sanh, trong đó có chư hương linh luôn, dù đã từng tạo nghiệp gì hoặc đã từng săn hẳn muốn báo thù, nhưng khi nghe đến cái nguyện của Di Đà nên Ngài nói là gom chọn chúng sanh mười phương, tất cả cảnh giới chúng sanh. Khi nghe danh hiệu A Di Đà Phật, nghe được bổ nguyện Di Đà, nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ rước chúng sanh đó về thế giới Tây Phương cực lạc. Về cực lạc thì chấm dứt sự khổ đau. Vậy thì tất cả những người sống đi vào đây tu, họ dù đã từng có tạo oán nghiệp gì với mình trong những đời kiếp quá khứ hay là đời này, nhưng họ đã có duyên được vào ngôi Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì tất cả quán thân trái chủ mà đi vô đây cùng họ cũng do có cái nhân nên mình được đi đến chùa để tu. Vậy thì đã bước vào ngôi Tam Bảo tuyệt đối phải theo quy tắc. Chùa mình không có cái việc hương linh nhập dựa. Nhớ, việc này những đức không chấp nhận. Hòa thượng trên không chấp nhận, những đức không chấp nhận. Từ nơi đó những đức biết ngoài cảnh giới người sống còn cảnh giới vô hình rất đông. Như chùa mình tu như vậy thì hương linh rất là đông. Thí dụ như bản thân mình người sống, mình đi đến một nơi nào đãi ăn ngon từng nào cũng có, thì chắc chắn rằng mình nghe tin mình cũng sẽ đến. Và mình có lòng tốt, mình cũng rủ thêm bạn bè, thì chắc chắn là người ta về rất là đông để hưởng tài thọ thực nghe Pháp. Người sống đến nghe Pháp cười vui, hương linh cũng thích đi theo để nghe thầy giảng vui cười. Việc này là 100% là như vậy. Từ nơi đó mà đã về đây, tuyệt đối từ một cái mầm mống nhỏ nhất, những đức nhắc. Như chiều hôm nay có bốn đứa bé nhỏ thường lên chánh điện tu là ưa ngủ, và cháu có những tâm sự buồn khi ngày xưa ở nhà
tâm trí cũng yếu, nên cháu ưa khóc. Nên từ nơi đó mà chiêu cảm cảnh giới chư hương linh ha, nhập dựa làm phiền. Nhưng những đức đều không vừa lòng, không chấp nhận. Từ hôm nay chùa chúng ta không có chuyện này xảy ra, nhớ. Nên những đức chia sẻ đây để cho tất cả người còn sống ngồi đây phải siêng tu, siêng niệm Phật. Quý vị đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật, bật cái điệu niệm Phật để trong người. Vì qua những cái thời cuộc dịch bệnh chết rất là nhiều, nhiều người chết chưa siêu thoát đâu. Như người sống mình, quý vị cũng muốn tìm đến một cái nơi bình an để nương tựa, để tu. Vậy thì cái người chết người ta cũng muốn tìm nơi bình an để người ta nương tựa, người ta tu chứ. À. Nhưng mà người sống vô chùa tu cũng có những người phải cần được dạy á, từ từ nó mới tốt. Vậy thì hương linh vô chùa cũng có hương linh thích quậy. Giống như mới lễ đây chắc cũng có nhiều hương linh về đây, rồi ở đây chưa được dạy đúng không? Nên không được ngoan á. Nên từ nơi đó mà nghe rõ ràng, chùa mình tuyệt đối duy trì cái việc từ xưa tới giờ là ổn định đạo tràng, không có cái việc nhập dựa vô bất cứ ai. Vô đây chỉ có lo tu. Những đức biết ngoài cảnh giới con người còn cảnh giới chư hương linh chưa siêu thoát, nên những đức kêu đại chúng cúng đĩa thực thêm cho quý vị, sửa thêm cho các cháu nhỏ. Và mỗi tuần chủ nhật thứ bảy bên chùa mới cúng rất là nhiều, chủ nhật cúng rất là nhiều, và tu hành mỗi ngày đều có hồi hướng. Cái bài hồi hướng rất rõ ràng mà: hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. À, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị là chư hương linh bị phá thai chưa có tên tuổi. À, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Hương linh vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Thấy không? Như đức đọc, những đức hồi hướng rõ ràng. Lễ Dí Quan Âm, lễ nào 500 danh hiệu xong, những đức cũng đều hồi hướng rất rõ ràng. Nên phải hộ trì Tam Bảo, cho Tam Bảo được bình yên, ổn định. Những đức thường là một việc mầm móng nhỏ, những đức sẽ sắp xếp liền để ổn định đạo tràng. Ví dụ như trong chùa có mấy cháu nhỏ nó vậy, nhiều nhiều người nói này nói kia, thì những đức có một buổi giảng liền để cho đại chúng từ người sống ổn định, chư hương linh ổn định liền. Quý vị phải nhớ rằng cái câu mà Hòa Thượng Ngài nói, câu rất là hay: ma bắt coi mặt người ta, con ma nào nó thấy quý vị nhát nhát thì theo chọc hoài. À. Nên mình á, là người tu hành phải luôn luôn rõ ràng. Ví dụ mình đang ngồi đây, mình biết mình đang ngồi đây. Mình đang đứng đây, biết mình đang đứng đây. Mình đang ngồi ăn ở đây là mình biết ngồi ăn đây. Mình đang ngồi tu đây là biết mình đang ngồi tu đây. Có nghĩa là luôn luôn mình biết rõ ràng mình là mình, thì không có ai nhập dựa vào mình. Nhưng mà mình thường thường mờ mờ ảo ảo, lơ lửng lửng, thì những người này là thường bị hương linh nhập. Mờ mờ ảo ảo, lơ lửng lửng, giống như một cái nhà mà không có người giữ nhà. Một cái thăng mà lơ lửng lửng thì giống như nhà mà không có chủ nhà, thì người ta mới nhập dựa vào được. Mà khi người ta nhập dựa vào được một lần thì người ta sẽ nhập dựa thường xuyên. Nhớ. Giống như người ta đã chiếm nhà được thì người ta có quyền, được quyền đến chiếm nhà. Nên chúng ta là người sống và tu nó phải rất rõ ràng. Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất rõ: tất cả pháp hữu vi như mộng viễn bọt bóng. Có nghĩa là tất cả những cảnh giới mình đang thấy, như đêm hôm ngủ nằm thấy một giấc mộng đáng sợ, khi thức dậy hoàn toàn trở lại bình thường, không có nghĩ giấc mộng đó là đáng sợ gì hết. Còn nếu như đem giấc mộng nó để vào tâm, để quay nhiều quận, để dọa mình, để mình sợ, thì tức khắc từ cảnh giới đó, từ trong A Lại Gia Thức là thức thứ 8 của mình, sẽ hiển hiện ra những cái điều mà mình đáng sợ đó. Và tự trong tâm thức của mình, nó nhiều đời nhiều kiếp nó có sẵn hết. Nó cái duyên nghiệp nào mạnh nhất thì nó sẽ từ trong A Lại Gia Thức sẽ ra vị trí đó. Và tự nhiên mình sẽ bị dọa và thành ra sợ. Mà từ cái sợ đó là từ đâu? Là từ nơi tâm thức mình sinh ra. Như vậy thì cái việc quý vị nói là có chứ hương linh không? Có. Con linh tồn tại không? Có. Hương linh thế gian gọi là ma. Mà ma là nằm ở đâu? Ma cũng nằm từ A Lại Gia Thức mà ra. Quỷ cũng nằm ở đâu? A Lại Gia Thức mà ra.
Tham từ đâu? A lại gia thức mà ra. Sân hận, si mê từ trong A lại gia thức ra. Có nghĩa là cái cảnh giới từ trong tâm thức sanh ra. Nên chúng ta có thể nhìn nhận được cái tâm mình rất rõ ràng thì không có ai nhập dựa mình được hết. Nên nhớ, mình phải làm sao mà mình luôn luôn dạn dĩnh, bình tĩnh. Vì mình là người tu, mình đã là người tu là mình muốn giúp người ta. Đã mình muốn giúp người ta mà mình đi sợ người ta, sợ người ta làm sao giúp người ta. Nên từ nơi đó đã là người tu, phải tâm lực cho nó mạnh, luôn luôn phải rõ ràng. Chứ không có nói cái chuyện sợ hãi, hoặc là sợ ma, hoặc là ngủ trong phòng sợ. Cái từ cái tâm sợ đó nó sanh ra những cái việc mà phiền phức đối với mình trên con đường tu. Mà tâm có người tu niệm Phật cầu sanh cực lạc mà sợ thì không thể nào niệm Phật giảng sanh được. Người niệm Phật giảng sanh là người cực kỳ dạn dịnh. Dù cho lửa cháy ở dưới chân mình cũng bình tĩnh được. Tại vì sao? Vì con người này rất bình tĩnh. Hãy nhớ, không sợ chết còn sợ gì nữa. Hiểu không? Nên tất cả người trong chùa nghe điều này rồi, vì phải nhớ rằng khi chúng ta còn sống thì chúng ta tu hành dễ tu. Khi chúng ta chết rồi mà chưa siêu thì hương linh cực kỳ khó tu. Những gì những đức đang nói đây nè, họ có thể bình định tâm lại thì họ nghe được. Nếu như chỉ cần một cơn gió thổi ngang thôi, họ không bình định tâm là bay một phát thôi, không biết bay đi tới đâu nữa. Sao tu? Thì họ vừa bình định tâm là họ quay về đây thì buổi giảng đã hết. Thấy khó tu không? Nên cảnh giới của hương linh còn gọi là cô hồn rất là khổ, cực kỳ khổ. Mà giờ này mà giảng cái này là ta nghe dễ lắm. Tại cái giờ này là giờ âm, hiểu chưa? Nó tối gì là hương linh đã đông lắm. Thì giảng cái đề này mà giờ này là phù hợp. Nó người ta vô đây người ta nghe, ngồi bên ngoài nghe. Đều nghe hết. Ở trong đây mà nhiều người tu gì là quang minh phổ chiếu, mỗi ngày được tắm mình trong quang minh, tuyệt đối không có một hương linh nào mà chọc ghẹo giỡn hết gì người sống mà không ổn định. Điều này đừng nên làm như vậy ở đây, phải nhớ. Nên có nhiều người nói rằng là chết là hết, họ không tin về lục đạo luân hồi, họ thiếu duyên không tin. Thí dụ chúng ta tụng trong kinh Địa Tạng, mẹ của quan mục nữ tạo tội nghiệp, người con biết mẹ mình tạo tội nghiệp, người con tu hành cầu siêu cho mẹ. Cảnh giới tu hành của quan mục nữ thấp hơn Bà La Môn nữ, có nghĩa là tâm tu hành của quan mục nữ không bằng Bà La Môn nữ. Khi cầu siêu cho mẹ thì mẹ trong tam đồ ác đạo thoát khỏi, tái sinh làm người. Đứa bé vừa sinh ra hòa lên khóc và biết nói chuyện. Mẹ của quan bục nữ biết nói chuyện. Xưng đây là mẹ của người đây. Vì tụng kinh Địa Tạng có không? Có mà. Và xưng là mẹ, hỏi chuyện gia đình này kia đều biết rõ ràng hết luôn. Biết rõ hết. Hỏi về địa ngục thì họ chỉ có khóc thôi. Họ kêu đừng nói nữa, vì cảnh giới đó cực kỳ khổ đau. Đừng nói nữa. Sự khổ đau đó không diễn đạt nổi. Nên tam đồ ác đạo chắc chắn có 100%. Người con tu hành hồi hướng cầu siêu cho mẹ được tái sinh làm người, nhưng công đức chưa lớn, phước báo chưa lớn, nên làm người nhưng mẹ quan một nữ chết yểu. Thì quan một nữ vừa nghe cảnh tình khổ đau đó, phát lên một lời nguyện, lời nguyện cực kỳ lớn. Đó là lời nguyện nhất định phải độ tặng chúng sanh, ngài mới làm Phật. Đó là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn mẹ của Bà La Môn nữ thì Bà La Môn nữ một đêm tu hành từ phàm phu cho thành Bồ Tát. Nên khi bà đi xuống dưới địa ngục, cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người xuống được. Một là cảnh giới của người ở trong địa ngục xuống được. Hai là Bồ Tát xuống dưới địa ngục được. Nên chúng ta về cực lạc là chắc chắn chúng ta xuống địa ngục bình thường. Nên niệm Phật một ngày một đêm, Bà La Môn nữ trong định, bà đi thẳng xuống dưới
địa ngục, gặp quỷ dương vô độc. Quỷ dương vô độc vừa gặp bà thì chắp tay chào Bồ Tát: Bồ Tát có duyên cớ gì đi đến cõi này? Nêu lên có người mẹ như vậy, chết như vậy, mẹ tạo nghiệp như vậy, chắc chắn sẽ đọa lạc khổ đau như vậy, tra vào sổ sách. Thì nói cho bà La Môn Nữ biết rằng mẹ của người đã được thác sinh lên cung chờ đau lợi hưởng phước rồi. Có nghĩa là cảnh giới của bà La Môn Nữ từ phàm phu tu thành Bồ Tát, cảnh giới của Bồ Tát mà cầu siêu cho mẹ thì đến cung chờ đau lợi. Nhớ, cung chờ đau lợi là người có thể cầu siêu đạt cảnh giới cao nhất chỉ đi đến cung chờ đau lợi hưởng phước và tiếp tục tu nữa. Thì vị thấy rằng là sự cầu siêu của mỗi một người chúng ta là theo công hạnh tu của mình. Mỗi một người thăng tu hành để hồi hướng cầu siêu cho người thăng là từ nơi công hạnh tu hành của mình. Công hạnh tu hành của quý vị là từ tâm lượng quý vị. Tâm lượng lớn cầu siêu được thù thắng, tâm lượng nhỏ cầu siêu được nhỏ. Còn không có tâm lượng thì không có lợi ích. Nên tu hành phát xuất từ tâm. Tâm là điểm chính để giúp mình siêu thoát và giúp người thân mình siêu thoát. Chỗ này cực kỳ quan trọng nha quý vị. Như vậy thì cảnh giới hương linh có tồn tại hay không? Có. Thì sự tình chấp nặng nề nên tồn tại. Tại sao lại cúng đĩa thực? Người còn sống thì chúng ta ăn, người chết làm sao ăn? Nếu đã ăn vì sao chúng ta đem đồ ăn vô chúng ta ăn lại? Như vậy thì cúng cho hương linh là cúng qua cái gì? Gọi là tình người mà cúng, tưởng nhớ mà cúng. Vì lúc họ còn sống họ có ăn, nên khi chúng ta ăn chúng ta cúng cho họ là tưởng nhớ đến họ mà cúng. Nên cúng cho họ, họ hưởng được hay không? Hưởng được hương vị. Từ cái tâm chân thật cúng, niệm Phật hồi hướng, nhiệt tình cúng. Nên những người mà cúng đĩa thực như ông Nhuận Ngôn đồ cúng nè, là cái tâm Nhuận Ngôn ông lớn tuổi, nên khi ông cúng tâm ông nó thanh tịnh, ông cúng thì hương linh đã được nhờ rất là nhiều. Dù ông cúng không có hay, nên ông cúng nhiệt tình thì người ta hưởng rất là lớn. Còn nếu mà ông cúng mà người ta hưởng không được là người ta tìm ông, tìm ông. Tối là ông sẽ ngủ, ông thấy tá lả âm binh tùm lum tùm la, tự nhiên lấm chấm chòi đầu lên là ông biết rồi đó, là ông cúng người ta ăn được. Nếu mà ông có đã từng nằm mơ thấy vậy là ông biết ông cúng có vấn đề, buổi sau phải nghiêm túc mà cúng. Nên ông Nhuận Ngôn trước khi ông cúng đi thực là ông qua ông lễ Phật thờ, rồi mới cúng đi thực. Việc này rất thù thắng, rất đặc biệt. Như nhà ngoại cảm Nguyễn Quang Nhã, ngày xưa ông đã từng có một bài giảng, ông nói rằng là khi ông tìm mộ liệt sĩ thì lúc đó là ông phát tâm là ông ăn chay khoảng một tuần. Rồi ông vô ông tìm mộ liệt sĩ thì ông niệm Phật 100 câu. Khác hoàn toàn khi ngày xưa ông không ăn chay không niệm Phật, đi đến cúng cho người ta đồ mặn người ta cũng mừng, nhưng không có mừng được như là ăn chay và niệm Phật. Đây là nhà ngoại cảm Nguyễn Quang Nhã nói rõ ràng. Vậy thì chùa mình mà mỗi ngày niệm Phật như vậy, mà ngày Chủ Nhật mà quý vị Phật tử khắp nơi về niệm Phật, quý vị cầu siêu cầu an những người thân và những người mang nghiệp phá thai, cúng đi thực hồi hướng cho người ta niệm Phật để cúng cho người ta, thì việc này cực kỳ thù thắng. Cả một đại chúng cực kỳ đông người đó để cúng cho người ta thì sự thù thắng này cực kỳ lớn luôn, lớn dữ lắm. Cái oai lực này lớn lắm. Có khi những đứa cúng đi thực ngày Chủ Nhật mà những đứa đang cúng như vậy mà có một luồng gió cực kỳ mạnh luôn, thì hương linh mà người ta đi theo như gió vậy đó. Mà cái lực lượng đông rồi giống như người ta lượn vậy đó. Quý vị biết rằng là những đức á, cách nay khoảng 9 năm về trước có một lần những đức hộ niệm ở trên, hơn 9 năm ở trên Đà Lạt. Lúc đó những đức hộ niệm 12 giờ khuya. Thì hộ niệm trong cái phòng hộ niệm đó có mười mấy 20 người yếu nằm trong đó. Và những đứa đang hộ niệm như vậy mà giờ đó người nào hộ niệm cũng yếu hết. Nên quý vị hộ niệm quý vị phải cảnh giác chỗ này.
Thường là 12 giờ khuya, 1 giờ khuya là ai cũng yếu. Tâm lực đã yếu thì cảnh giới xuất hiện. Khi mình hộ niệm tâm lực mạnh thì sự gia trì mạnh. Sự gia trì mạnh thì người ta đỡ ập lên. Nhưng mà khi hộ niệm mà ngủ gà ngủ gật, phiền phức. Nên người đi hộ niệm phải nghiêm túc chỗ này. Nên cái mà chia ca hộ niệm, thà chia ca ít, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, đừng nên chia nhiều. 1 tiếng, 1 tiếng 10 phút, 15 phút, chia ít chừng nào tốt thì nấy. Vì sao? Vì cái lực ít nó có lực để niệm. Còn nhiều yếu rồi, yếu rồi thì làm sao hộ? Mình đi không nổi lấy gì hộ. Nên đã là nói là hộ niệm là phải nhiệt tình, niệm phải rõ ràng, nghiêm túc. Chứ nếu mà vô hộ niệm mà quý vị có chừng á, trong giỡn đâu. Quý vị vô quý vị hộ cho người này, người này có quan gia trái chủ. Quý vị vô quý vị đụng là muốn giúp người này, mà quý vị vô không nhiệt tình thì quý vị có chuyện đó. Tại vì sao? Ví dụ hộ người ta mà không nhiệt tình, vô đó mà ngồi gãi lưng, gãi đầu, ngứa ngáy, quay tới quay lui, rồi ngủ. Đó. Là có chuyện đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên cả đại chúng nghe và khắp Phật tử khắp nơi nghe nghe. Đã đi hộ niệm là phải thật lòng, nhiệt tình hết mình mà hộ. Đã là giúp người ta là giúp chân thật. Sau này đời mình người ta giúp lại giúp chân thật. Vì thấy những đức 4 ngày lễ với Quan Âm chưa? Những đức thật lòng đến mức nào chưa? Nên cảm ứng với Phật Bồ Tát gia hộ. Sức người làm sao làm được điều này? Sức người làm sao làm được cái chuyện kinh khủng như vậy? 2004 ngày, 16 buổi chia sẻ Phật Pháp. Kinh khủng, nghe mà ớn hồn luôn. Mà cần cổ vẫn còn có thể xài được. Không? Như vậy thì quý vị biết rằng là khi những đức đang hộ niệm lúc 12 giờ khuya thì quý vị biết rằng là cái cảnh mà tuy là được hộ niệm nhưng mà người này không niệm Phật, nằm đơ chơi chọi đó, quý vị biết không? Lúc đó là những đức nhìn là 5 phút nữa 12 giờ khuya, một luồng khí cực kỳ mạnh, mà đây là âm khí, không phải là một luồng khí tốt. Luồng khí nó xẹt ngang người Nhân Đức một phát. Nhân Đức nói rồi, người này chết. Chắc chắn người này phải chết. Cái luồng khí này là phần âm khí. Người này không niệm Phật được. Nên người này đọ. Tuy được hộ niệm nhưng vẫn đọ. Tuy người này không niệm Phật. Tâm thức chỗ nào đi vào chỗ đó. Ghê không? Vừa xẹt ngang một phát là Nhân Đức nhìn qua, chết. Vừa chết một phát, người này lúc còn sống uống thuốc nhiều. Uống thuốc nhiều. Trong người mùi thuốc nhiều thì khi vừa chết một phát là 2 điểm xì. Mà người hộ niệm phải nhận thức và hiểu. Một điểm là đỉnh đầu xì ra. Một điểm là ngay đỉnh chân của mình xì ra. 2 điểm này là cực kỳ nguy hiểm. Nên khi hộ niệm 2 điểm này đừng nên quỳ lại 2 điểm này. Một là điểm đầu của người ta. Ví dụ như cái giường để gì quý vị ở phía trên quỳ lại ngay đỉnh đầu, ở dưới ngay bàn chân. 2 điểm này đừng nên quỳ lại. Tại vì khi người đó vừa chết là 2 điểm đó là xì ra, xì hơi ra. Người nào yếu thì quý vị sẽ bệnh liền, nằm luôn. Đó là hơi độc của con người ta khi cả đời sống tích độc, khi chết xì ra. Hiểu chưa? Nên vừa mắc xong là cái mùi thuốc nó xì ra kinh khủng lắm. Mà những đức cái thời đó là sức những đức khỏe dữ lắm. Sau này mình coi sách mình mới nắm được, mình biết được. Nên từ nơi đó quý vị thấy rằng là khi cặn tử nghiệp đáng sợ chưa? Còn sống không cố gắng tu, khi cặn tử nghiệp nằm đơ đó. Người ta hộ niệm cho mình, người ta hộ người ta được lợi ích. Mình nằm đơ làm sao mình được lợi ích? Chỗ này phải nhận thức sâu sắc. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Nên chúng trong chùa được một cái nhân viên tuyệt vời như vậy, quý vị cố gắng niệm Phật cho tốt. Nên cái cảnh giới chư hương linh có tồn tại hay không? Có tồn tại. Chúng ta phải tin 100%. Quý vị đừng bao giờ hỏi rằng thấy tôi mới tin. Quý vị mà thấy là quý vị tiêu rồi. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế giảng pháp, ngài nói rằng nếu như quý vị ngủ mà thường thấy người đã chết, người thân mình đã chết thường thấy, quý vị phải chân thật tu hành, bố thí cúng dường, nhiệt tình hết lòng hồi hướng cho họ.
đừng bao giờ nghĩ đi điều đó, nghĩ tới ai với Đà Phật, niệm Phật hồi hướng cho họ, rồi nhất định sẽ hết thay. Còn nếu như quý vị tiếp tục cứ thấy hoài và sợ hãi thì chắc chắn rằng nếu mà cuộc đời quý vị cứ như vậy thì chết chắc chắn quý vị sẽ vào quỷ đạo đó, 100% là vào quỷ đạo đó. Cảnh giới thiện người tu mình thấy còn quên đi kìa, chứ đừng nói là cảnh giới bất thiện khi mình thấy. Nên cái việc mà người sống bình thường mà nói là tôi thấy hương linh là cảnh giới, quý vị, là cảnh giới hương linh. Chúng ta là người niệm Phật chỉ có thấy cảnh giới Phật, mà cả thấy cảnh giới Phật cũng không nói luôn, chứ đừng nói chi thấy hương linh. Nên quý vị đừng bao giờ nói qua rằng tôi không thấy hương linh, tôi không tin. Thì quý vị cứ là không tin đi. Tôi tin ngoài cảnh giới người sống có cảnh giới người chết chưa siêu. Và không phải là dài ba năm, mà dài trăm năm vẫn có người chết chưa siêu. Thăng trung âm. Điển hình là ai? Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngộ Đạt Quốc Sư giết lầm một người tên Triệu Thố. Như vậy mà Triệu Thố đi theo Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời. Mà ông 10 đời toàn là tu công đức, phước báo lớn. Tới đời thứ 10 ông là Bậc Thiền Sư lõi lạc, được nhà vua bái làm thầy, còn gọi là quốc sư, thầy vua. Khi nhà vua tặng cho ngài một chiếc ghế trầm hương để ngồi thuyết pháp, như cái ghế nhận đức, không phải trầm hương, ghế bình thường, thì tặng cho một chiếc ghế trầm hương, thì ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, ngài vừa khởi tâm một chút thôi là sự tu hành của ngài, cùng là người xuất gia tu đạo, nhưng ngài là người tu đạo, là quốc sư thầy vua, được nhà vua ban cho một chiếc ghế trầm hương, là gọi là bảo tọa trầm hương để ngồi thuyết pháp. Vừa khởi tâm như vậy thôi thì Triệu Thố có cơ hội nhập vào đầu gối làm một gã mặt người. Vì sao? Ngài tu giỏi như vậy, vừa khởi tâm một chút thôi, thằng hộ pháp bỏ đi thì Triệu Thố nhập vào một đầu gối làm một gã mặt người. Còn mình một ngày khởi bao nhiêu tâm mà sao chưa bị? Mà ngài vừa khởi tâm là bị. Quý vị phải đặt câu hỏi này chứ. Vì sao? Vì ngoài tịnh độ quý vị phải là người hoàn toàn tự lực. Giống như quý vị tu ngoài pháp tịnh độ là giống như kẻ cô đơn. Nói dễ hiểu nhất gọi là kẻ cô đơn. Kẻ cô đơn đi chơi chọi giữa sa mạc hoang du, đi xuyên ngang những sa mạc không có nước, nhưng bạn tồn tại được khi đi ngang sa mạc. Còn người tu tịnh độ là người tu ở nơi phố thị, vừa khát nước có người đưa nước cho uống, vừa đói bụng có người đem cơm cho ăn. Có nghĩa là gọi là người tu tịnh độ là được sự hỗ trợ, gọi là pháp tu tự lực là tinh pháp tịnh độ, tha lực là có bổ nguyện Di Đà gia hộ. Còn ngoài tịnh độ là hoàn toàn tự lực, cũng như kẻ đi cô đơn giữa sa mạc hoang du. Nên khi vừa yếu một phát thôi là quan gia dập liền. Còn người tu pháp niệm Phật là người được tha lực của Phật gia hộ. Quý vị phải nhớ. Từ nơi đó mà ăn tổ ngày ví dụ, cái người vừa phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thì giống như là thái tử vậy đó. Vừa phát tâm rồi thì giống như thái tử vậy đó. Còn người tu những pháp khác thì giống như là tu nhiều chục năm như đại thần vậy đó. Đại thần nhưng mà rất nhiều chục năm vẫn là đại thần. Còn người niệm Phật vừa phát tâm thì giống như là con vua vậy đó. Đại thần thì không thể nào so sánh bằng thái tử. Thái tử tương lai kế vị ngai vàng, đại thần chỉ làm quan thôi. Nên người niệm Phật vừa phát tâm niệm Phật thì giống như con vua vậy đó. Còn người tu các pháp khác tu nhiều chục năm nhưng giỏi lắm là quan lớn một chút thôi. Không thể nào so sánh với người niệm Phật. Ấn Tổ ngài nói như thế, vị phải nhớ. Nên từ nơi đó mà khi mà chúng ta mà được gặp pháp môn tịnh độ này, từ người sống và người mất người chết mà gặp pháp môn tịnh độ này, đúng là pháp một đời này giải thoát. Nhưng phải cần có lòng tin cực kỳ cao đối với pháp môn tịnh độ này.
Chư hương linh cũng vậy, khi được đi đến chùa niệm Phật là phải nhiệt tình niệm Phật, buông xuống tâm hận thù đòi nợ, đừng có báo thù họ nữa. Những người ở đây dù có tạo nghiệp chướng gì với mình, hãy buông xuống đi. Nếu quan gia này mà cứ kết hoài thì không thể nào mà chúng ta siêu thoát. Nên nhà Phật có một câu nói là quan gia nên giải, không nên kết. Và công đoạn này những Đức nói cho người ở trong chùa này và khắp nơi nơi quý vị được nghe, là quan gia nên giải, không nên kết. Nếu cứ kết mãi là khổ đau, đọa lạc mãi. Bây giờ con người sống mà buồn giận người là khổ, người hương linh buồn giận người là cô đơn, buồn hận là đọa, đọa hoài không siêu. Tại sao có những hương linh vài trăm năm vẫn còn tồn tại, còn gọi là quỷ? Vì sao? Vì quá nhiều trăm năm vẫn còn tồn tại. Nên cái cảm giác người ta nghĩ tại sao mà có một con quỷ tóc nó dài mà găng nó dễ ghê, kinh khủng như vậy. Vì sao? Nó là trăm năm. Cái câu nói là do trăm năm, ngàn năm, gọi là quỷ ngàn năm. Đạo lực của quỷ ngàn năm dữ hơn là quỷ sau này. Hiểu chưa? Nên ma quỷ đã có ngũ thông, nhưng mà trong ngũ thông thì có tiểu ngũ thông và đại ngũ thông. Thí dụ như loài quỷ quá nhiều trăm năm là đại ngũ thông, người ta có năng lực thần thông cực kỳ mạnh, đụng với họ thì cái việc này cũng cực kỳ phiền phức. Từ nơi đó mà mình là người tu hành phải hiểu cái nguyên lý này. Khi hiểu rồi mình biết rằng là cái tình chấp của cái thân trung ấm, còn gọi là ma và quỷ và hương linh, thì cái tình chấp này vì sao có thể tồn tại kéo dài vài trăm năm không siêu, là do tình chấp quán thù mà không siêu. Nhớ, tình chấp quán thù mà không siêu. Như vậy thì gặp được tịnh độ là siêu liền, chỉ cần buông xuống tình chấp quán thù, nương vào bổn nguyện niệm Phật. Thí dụ như đây là tình chấp quán thù, cái cây này là tình chấp quán thù, chấp vào cái cây này thì cứ ở mãi đây, hiểu chưa? Còn cái đây là Tây Phương Cực Lạc, hiểu chưa? Ví dụ cho dễ hiểu chứ hương linh, người sống dễ hiểu, hương linh dễ hiểu, là từ cái tình chấp quán thù đó buông đi, buông cái cây bên kia qua, chấp vào cái khăn này là Cực Lạc Tây Phương, thì tức khắc về Tây Phương Cực Lạc. Nên từ nơi đó rất dễ hiểu, vì thấy chưa? Từ một cái tình chấp quán thù, cái cây micro này, micro này, mà khổ đau đờ đờ, nghĩa là gì? Tình chấp quán thù nên đen thui. Lựa cũng hay ghê. Nè, tình chấp quán thù đen thui, thấy chưa? Là đờ đờ kiếp kiếp đen thui. Buông cái tình chấp quán thù này xuống thì gặp cái khăn vàng là Tây Phương Cực Lạc. Thấy chưa? À, thì người sống hay người chết gì, buông cái đen thui đó ra, qua đây đi, qua đây mát đó. À, Tây Phương Cực Lạc thì lao đâu là mát đó. Còn cái micro đen thui này mà lao chắc chạy chùa mặt mày quá, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó hiểu nghe, hiểu rồi đó thì người không có buồn giận hận trách. Nên cảnh giới hương linh có tồn tại hay không? 100% tồn tại qua tình chấp. Nếu như có người giảng pháp cho họ nghe là họ buông tình chấp, buông tình chấp nương vào bổ nguyện niệm Phật là giải thoát liền. Chắc chắn giải thoát. Chắc chắn giải thoát. Từ nơi đó mà khi mình còn sống với mình tu rất dễ. Khi mà mình chết rồi mà mình làm cô hồn, cực kỳ khó tu. Cực kỳ khó tu. Thì biết Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi giảng pháp, cái oai đức của Ngài lớn, mà ánh sáng của Ngài mà hương linh không được tiếp cận được gần. Vì sao? Vì thần thức bị yếu quá, ánh sáng làm quý vị không chịu nổi. Hiểu chưa? Từ nơi đó mà mình phải càng buông xuống cái tâm hận thù thì tâm thức mình mạnh. Tâm thức mình mạnh thì mới nương vào pháp, mà nương vào pháp thì có oai lực, mà có oai lực thì tức khắc buông tâm hận thù. Cái người mà nó mê mờ thì nó mới hận thù. Cái người mà buông tình chấp rồi thì nó nhẹ nhàng liền giải thoát. Bay bay. Dễ vô cùng, không có khó.
chỉ cần buông cái tâm hận thù giận trách đó thôi. Đó, mấy đứa bé nhỏ nó bị dẫn dựa vô cái nó khóc quá trời khóc luôn, ghê chưa, khóc cực kỳ khóc luôn. Mà trong chùa mà như vậy là không bao giờ đồng tình, không đồng ý. Mà từ đó tới giờ lâu ghê mới có một lần gì nha, là những đứa có một bài giảng liền cảnh giới hương linh có tồn tại hay không liền, thấy chưa, phải làm liền để cho chúng chùa này không được đồn, nói rõ cho nghe. Chứ không thôi họ thấy vậy họ đồn, chúng sanh nó kỳ lắm, thích đồn đồn thổi, thấy chưa. Tôi ôi trời, nhỏ này nó nhập khóc quá trời khóc, làm dễ dùng ghê thì khóc sùm hết chứ, ghê lắm bà ơi. À, rồi bắt đầu diễn ra, ôi con ma tóc nó dài, nanh nó dài, cái lưỡi nó dọ người ta xanh mặt xanh mày, thấy chưa. Nên bây giờ những đức nói rõ ràng hết trơn rồi, tự nhiên phải không, nó cỡ mở tâm tư hết trơn. Mà nhờ hồi sớm bốn đứa đó mà có bài giảng này á, mà khắp nơi nơi người ta được coi, không biết bao nhiêu ngàn người người ta được coi, thấy chưa. Nên từ nơi đó mà chùa mình thông luôn cái tâm con người, mà thông luôn cái tâm hương linh xung quanh chùa, hương linh đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là tại sao mà chùa mình mà ngoài cổng chùa 15-30 cúng thí thực, cúng nghiêm túc nha, là dọn đồ ăn đàng hoàng. Có những hương linh không vào chùa được, ở xung quanh bên ngoài. Vì sao? Vì sao? Nhớ nè, chùa là nơi từ bi, ai cũng có thể đến chùa để tu hành được. Nhưng vì sao quý vị không được ở trong chùa? Thí dụ như một con người sống đi vô chùa quậy thì nhà chùa vẫn không cho bị ở, đúng không? Vì sao? Hộ trì tam bảo cho người sống bình yên tu. Vậy thì hương linh, có những hương linh vì sao không vô trong chùa tu được? Là vì thần hộ pháp thấy mình vô chùa không tu, nên thần hộ pháp không cho vô. Nếu như quý vị chịu tu, có tâm tu, thần hộ pháp vô cùng từ bi sẽ cho mình vô chùa tu, chắc chắn luôn. Phải hiểu nguyên lý này nghe. À, thằng hộ pháp từ bi lắm á, giảng đâu. Nên từ nơi đó mà chùa mình, mà tất cả chư hương linh nghe, khắp nơi nơi nghe nhớ nè, khi những đức cúng đi thực, khi mỗi ngày cúng đi thực, mình phải có tâm từ bi. Mình thiếu tâm từ bi thì mình sẽ đọa lạc mãi, làm hương linh làm cô hồn mãi không siêu luôn. Khi người ta cúng đi thực, các em nhỏ phá thai nào kia bò vô không nổi, mình lấy miếng bánh nè em, cái tâm đó là tâm từ bi, tâm từ bi. Chứ mình gặp mấy em nó bò vô, mình xúc nó một đá văng ra bên ngoài, chơi vậy là xấu lắm, ỷ mạnh mà hiếp yếu là không đẹp chút nào, hèn lắm, hiểu chưa. Hương linh vậy là hương linh hèn, hương linh mà chơi mà mạnh mà đá với đứa nít chơi vậy không được, hiểu chưa. Nó, nên mình thí dụ như mình phải để cho các em đồ vô nó bú sữa, nó uống sữa được chứ, chứ sao mà mình đá mấy nhỏ nít ra. Không, hương linh khu vực chùa phải biết nha, hương linh phải được dạy mở tâm từ bi ra, chứ không có được chọc ghẹo những người vô chùa tu. Từ khi người nào vô chùa tu mà làm biến, vô chùa tu mà không chịu tu mà làm biến, đi vòng vòng xung quanh chùa bỏ tu hoài đó, hương linh gịch chân nó chứ, bỏ tu, hiểu chưa. Nó nên từ nơi đó mà cái người nào mà đi vô trong chùa tu, quý vị biết rằng nghe, quý vị tu được như đức nhìn, quý vị thấy quý vị tu được liền. Còn quý vị mà tu không được là nhìn quý vị là biết liền. Thường cái người mà bị hương linh nhập nó xanh xanh mét mét, rồi dương khí yếu thì âm khí thịnh, và khi âm khí thịnh rồi là hương linh cặp quý vị liền, cho nên nó chuyện dẫn chơi nha. Nên mỗi một con người mình phải cần dương khí mạnh bằng cách nào, niệm Phật, siêng niệm Phật, siêng nghĩ thiền, tâm lực mạnh thì tức khắc dương khí mạnh. Còn nếu như có người vì mà thường nghĩ tiêu cực là âm khí mạnh, buồn, giận, hận, trách, khóc, thầm nửa đêm
Vậy thì quý vị tức khắc xanh xao vàng giọt liền như đâu. Buồn thế đi, buồn một đêm ngày mai là nhìn cái mặt. Bưng chén cơm lên ăn. Hương Linh nhập đi, đừng có chuyện dẫn chứ, thấy không? Nên cái người mà thường khóc á, mấy bé nhỏ nhỏ tuyệt đối không có được mà đụng cái là khóc. Khóc là nó cảnh giới Hương Linh người ta cập. Khóc dễ khóc. Cái người mà dễ khóc lóc, nói tới là khóc, nói tới là buồn, là cái người này là Hương Linh đi theo chơi thường xuyên. Đó. Còn cái người mà ta nói đến một cái là dạ, 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 con nghe, đúng không? Rồi là niệm Phật không có buồn giận cho, thì cái người này dương khí mạnh, tức khắc dương khí mạnh liền. Phải nhớ đó. Nên mình nghe rất rõ ràng, mình hiểu liền. Thì mình làm đi quý vị. Nó bốn đứa nhỏ kia, nó yếu tâm. Trong đó bốn đứa có một đứa bé nói vậy nè: mấy chị cứ thường nói con vợ con á, chung với một số bạn, mà một số bạn đi lên trên kia ở được, vì mà con còn ở dưới đây. Nên có nhiều cô nói con là con dở lắm, con buồn, con khóc. Thấy chưa? Cái tâm nó vậy đó. À, cuối cùng là nó có vấn đề liền, thấy không? Nghĩa Đức nói không ai nói con dở, nhưng mỗi người mình ở chỗ nào là có duyên ở đó con à. Chứ con đừng có nói con dở, con đừng có buồn chí nghe. Nó thấy không? Thường là cái người buồn giống như ở ngoài đời mà buổi chiều cái là đi xuống cây cầu dưới sông ngồi cái nhìn xuống bóng nước á. Kiểu này là dễ bị mắc đường dưới lắm á. Chứ không có giỡn đâu. Xuống sông buổi chiều á, chiều tối á. Buổi chiều phải không? Đi xuống mé sông ngồi ngay cái cầu nhìn xuống bóng nước giết rồi thời gian bữa chiều nào cũng xuống ngọt thành bệnh giống như mắt đường dưới. Mà câu ngoài đời nó nói mắt đường dưới là cái gì? Phần âm đi theo. Vậy thì bệnh này phải giải quyết thì sao? Niệm Phật. Quý vị nhớ nè, khi gặp người bị hương linh dẫm dựa, cái đầu tiên đặc biệt, nếu quý vị biết Phật pháp thì nói vài câu: chúng ta cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc đi, ở cõi này khổ lắm. Nên buông xuống tâm hận thù đòi nợ, cùng niệm Phật sanh cực lạc đi. 1, 2, 3, niệm Phật. Rồi niệm đi. Rồi quý vị cứ cùng ngồi xuống niệm đi. Niệm một chút là tự sức ra liền, khỏi cần nói dòng gió tam quắc chi cho nhiều. Còn những người ta biết thì ta nói thêm vài câu, xong niệm Phật đi. Nương vào quay lực niệm Phật là hay nhất, để sức hồn ra hay nhất luôn. Nhớ nha, người trong chùa mình nhớ đó. Nó gặp ai mà kêu mà bị giảm dựa rồi, tập trung lại niệm. Niệm một chút rồi là buông ra liền. Mà cái người mà bị hương linh mà nhập rồi, người ta sắp sửa sức ra, mình sao mình ngồi kế bên, ngồi kế mình gì nè, để làm chi? Khi mà mình niệm Phật, mình niệm Phật, hương linh là người ta sức ra là ta gì nè, ngã ngược ra mình đỡ liền, hiểu chưa? Chứ gặp mà lúc mà dựa vô là người ta còn bình thường đó, nhưng mà ta sức ra là té cái ầm, mà kế cái lu nó đắp đầu cái lu, chết thiệt luôn, chứ không có chuyện giỡn đâu, hiểu chưa? Nên mình giơ cái tay mình chuẩn bị sẵn. Khi mình niệm Phật một chút mà khi vừa sức ra là mình nhưng mà mấy cô thì để cho mấy cô ôm, chứ đừng mấy chú ba vô ôm, hiểu không? Mấy chú phải cẩn thận vô này. Khi mà người ta bị, người ta sức hồn ra rồi, người ta nhìn thấy mấy chú này, ta nói yes cho vô mặt một cái rồi cấp đó là kỳ cục, đúng không? Nên anh nữ thì để ra mấy cô là cô canh đỡ giùm. Hay mình biết mấy chú cẩn thận, chứ gặp mà mình nói để canh cái tự nhiên ta điệu Phật chút, cái tự nhiên cái bài cái là mình ôm cứ ngắt gì, nó mở mắt ra lúng tỉnh rồi, nó mở mắt nó nhìn qua thấy chú Tiến này dê sớm với ông Kiệt này đâu nè, hiền không biết cái gì, thiệt lòng mà lỡ ha. Tự nhiên ta xỉu nghe, cái ta sức ra bay là ôm ta, cái nó quay là
Lúc đó gớt cái răng trời là trời xui gì đâu, hiểu không? Đó đó, đó nói vui vui nhưng mà đó là kinh nghiệm, hiểu chưa? Nó mấy chú rồi đó, ví dụ như mấy cô mình đi lỡ cứ đứa nào nói này kia đi, mấy chú lỡ mấy chú làm này. Cái từ tự nhiên à, hiểu không? Là kẹt lắm đó nha. Đó nên quý vị thấy không? Nên cái cõi này là cái cõi mà đa dạng đủ thứ loại, nhiều lắm. Quý vị biết rằng cái cảnh giới của mình còn sống, chết rồi hương linh, cảnh giới của súc sanh cũng đa dạng luôn. Rồi cảnh giới súc sanh tu từ súc sanh làm người có luôn. Có khi tu từ chồn mà thành người, khúc dưới là chồn, khúc trên là người, khúc trên là người, khúc dưới là chồn. Nó đủ thứ chứ. Có những loài rắn tu mà tự nhiên mình thì người mà đầu thì rắn. Đó, thì thấy không? Cái cảnh giới này là cái cảnh giới lục đạo mà, cảnh giới thành mà, phàm thánh đạo, đồng cư độ mà, đa dạng hết trơn. Mình tu mình phải tin chỗ này. Nên mình là người niệm Phật, mình là người tu, mình đi đến nơi nào tượng thần, tượng thánh, tượng mình đều có tâm cung kính. Bằng cái tâm nào? Chắp tay A Di Đà Phật. Tâm cung kính, cung kính nhưng không học, không được phỉ báng nghe chưa. Nên mình ví dụ mình đạo Phật, mình đi đến nhà thờ, mình chắp tay trước Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, mình A Di Đà Phật. Vậy thì sao? Người ta hỏi, ủa sao mà Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria mà vẫn là chắp tay niệm Phật? Vì tôi niệm Phật, tôi niệm Phật nên tượng nào trong tâm tôi cũng là A Di Đà Phật. Đúng không? Thí dụ như quý vị là đạo Thiên Chúa, quý vị đến Phật A Di Đà, quý vị chắp tay Đức Chúa Giêsu. Tín ngưỡng quý vị mà, sự tín ngưỡng của mình mà, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mình phải hiểu, vậy thì mình đi đến đâu cũng được người ta quý trọng, đi đến đâu cũng được người ta quý mến. Cái tâm đó của quý vị đó, hương linh không có tổn hại đến quý vị. Khi đi đến đâu, bất cứ đi đến chỗ nào mình ở, là người hiểu chuyện là gì? Tu một thờ sáng mai phải cúng tí thực, đó là cái lễ. Còn nhà cửa định cắt ở cái chỗ đó có cây cối thì phải cúng 7 ngày sau chặt cây. Nơi hầm hố sang lấp, thông báo cho người ta biết 7 ngày mới được sang lấp. Vì nơi đó có khi có những cảnh giới mà tu hành của loài súc sanh đang tu ở đó. Quý vị biết rằng có một câu chuyện. Khi cái ông này, ông coi phong thủy xong, ông nhìn được cái vùng đất đó là một cái nơi mà gọi là tốt, cái nơi rất tốt, thì quyết định là đào móng để cắt nhà, không phải đào móng để mà làm mộ, chôn ông bà tổ tiên ngay chỗ đó. Tối lại thì thấy một người này nha, mình rắn đầu người đến nói rằng: tôi xin ông cho chúng tôi nán lại cho chúng tôi 10 ngày sau, chúng tôi dọn nhà xong ông hãy đào chỗ này. Thì ông quan này ông không tin, ngày mai ông cho đào chỗ đó. Đào xuống thì thấy một ổ gắn, thiết là nhiều gắn, gắn bự, gắn con, gắn bé, gắn chí, gắn chét, đây gắn nằm trong đó hết. Ông cho quân lính đốt ổ gắn đó luôn. Trong ổ gắn đó bao nhiêu con gắn? 800 con gắn. Kinh khủng không? Mà trong đó có con gắn mà lớn lâu năm nhất là hiện người được, thành một ông già. Khi đốt xong rồi, tối lại ông già đến báo mộng rằng: tôi đã nói với ông rồi, ông cho tôi thời gian để tôi dọn dòng tộc tôi đi chỗ khác, nhưng ông không cho thời gian, ông cố tình để giết dòng tộc của tôi. Tôi sẽ làm cho dòng tộc ông phải chết sạch. Cuối cùng gia đạo đã sanh ra một đứa con giỏi vô cùng, nhưng có cái tính nói chuyện rất thẳng thắn, đụng với nhà vua làm chạm tâm của nhà vua. Nhà vua chu di cũ tộc là giết chín đời dòng họ của ông, hơn 800 người. Kinh khủng cho quý vị. Thấy chưa? Nó đơn giản. Nên khi cắt nhà nơi có cây cối, quy tắc
là cúng 3 ngày sau chặt. Nhưng chúng ta bây giờ nên 7 ngày cho chắc ăn. Vì bây giờ con người quá bận, chắc là quỷ thần cũng bận, nên cho 7 ngày chắc ăn hơn, hiểu không? Còn nơi nào san lấp hầm hố phải cúng và báo cho người ta 7 ngày sau, nơi đây san lấp hầm hố. Còn nếu như người tu nơi đó là cá, đồ con này con kia nhiều, phải vớt lên đem nó đi thả chỗ khác, rồi mình mới dám làm nơi đó. Nhưng phải cúng kiến đàng hoàng nơi đó, thì đó là lễ kinh thì đúng. Chứ không phải là muốn làm là làm đâu. Phước còn nhưng bị tổn, phước sạch quả tai đến. Đấy, vì thấy nhà Đức chỉ dẫn rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng cho mình hiểu được cái nguyên lý. Trong nhà Phật đều có quy tắc hết quý vị à. Rất là rõ ràng chứ không phải giỡn đâu. Đó. Nên nói thí dụ như chùa này trên là hòa thượng kế, là những đức giải quyết vấn đề. Những đức đã nói rằng là chư hương linh không được nhập ai, thì nhất định không có cái chuyện nhập người khác. Những đức không có đồng tình chỗ này, nhưng những đức rất là quý thương chư hương linh, nên cúng nè, tu hồi hướng nè, thấy không? Đại Quan Âm xong hồi hướng rõ ràng mà. Đó, nên cái điều này nhắc để cho chúng chùa mình, ai cũng là người nên siêng tu quý vị à. Thật lòng cố gắng mà tu hành đi. Nên mấy bé nhỏ vô đây các con phải cố gắng tu. Còn mấy cô trong nhà bếp được gì nữa. Nó bằng ngày làm việc, buổi sáng làm việc, buổi tối rảnh là lên tu một thời liền. Nó, như Liên Nhẫn đồ, dẫn cả nhóm đi tu. Mà ngộ lắm, nó theo mình nghe. Mình mà dẫn đầu mình đi tu, nó đi theo mình chân à. Giống ngày xưa mà có hai con chó, mà Liên Nhẫn tu thì nó đã theo lên tu. Mà Liên Nhẫn không có lên tu là nó đi xuống dưới cái chỗ nào mà Liên Nhẫn ngồi. Ghê, muốn kiếm Liên Nhẫn dễ lắm, chỉ cần gặp con chó là biết Liên Nhẫn khu vực đó. Kinh khủng không? Đó, mình thấy chưa? Nên mình là cái người mà đứng đầu là mình tu là người ta tu, mình đi đâu người ta đi sau đó đó. Nó ngộ vậy đó ha. Đó, nên từ nơi đó mấy đứa nhỏ nhỏ, các con vô đây phải cố gắng tu. Mấy đứa nít động vậy chuyện qua rồi là thôi, đừng có sợ. Những đứa nói rằng các con đừng có sợ chứ. Cái qua rồi là cho nó qua đi. Nên tất cả những người ngủ mà gặp ác mộng này kia, thức dậy A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật xong cho qua. Đừng có nghĩ ngợi, đừng có nặng nề gì hết. Còn cái gì mà sợ hãi gì cho qua đi. Đừng có sợ nữa, sợ là không có tốt. Sợ là không có tốt nghe. Đó, nên tất cả chư hương linh ở xung quanh chùa mình mà tu á, rồi lo tu đi. Rồi bắt đầu từ ngày mai dọn đồ cúng nếu thực nhiều thêm một chút nữa. Nhiều thêm một chút nữa đi. Bây giờ vừa lễ xong á, hương linh về đây đông thêm, gia nhập ở đây đông. Mà hương linh chắc không biết có ai đi làm giấy tờ gì không biết. Vô chùa không biết, chắc cũng có cái đội ngũ để sắp xếp cho hương linh. Phải cử ra một người nào có đức độ để quản lý khu vực này. Hương linh mà vô là phải ký giấy đàng hoàng, có sổ đồ đàng hoàng. Rồi sắp xếp chỗ ở cho họ, địa bàn chỗ nào rõ ràng chứ không phải đơn giản đó trời. Hương linh mà cũng có ship nữa. Nó, ngày xưa mà có một cái cây mà nó nằm giữa đường mà bao nhiêu lần ủi không được. Không bao giờ ủi được, đúc đồ xuống cái gãy, đúc cái cầu, cần cẩu xuống là gớt. Ghê không? Mà gì mà có một cái vị đó mà ta tu mặt tông thì ta nhìn thấy đồng xèo xèo trên cái cây đó, nheo nhóc đó chứ. Rồi bắt đầu là nhìn có một tay trưởng nhóm. Trưởng nhóm ghê chưa? Nó vậy là phải làm sao? Thương lượng với trưởng nhóm. Thương lượng với trưởng nhóm. Dơ nhà qua chỗ khác ngon hơn. Thì trưởng nhóm nói, đàn em đi. Là rồi đó, cho bị chặt thoải mái. Không? Nó như là cảnh giới người có quản lý, cảnh giới quỷ thần có quản lý. Quý vị biết rằng khi một hương linh muốn nhập vô một con người là điều được chấp nhận của vua Diêm Vương, vua Diêm La. Đến để xin được nhập dựa vô người này một lần. Một lần là chỉ có một lần, là chỉ được một lần. Để làm chi? Báo cho người thế gian biết là họ đang khổ, để người ở trong đây cố gắng tu. Nên mới có buổi giảng hôm nay là cảnh giới hương linh có tồn tại hay không. Vì sao Như Đức chia sẻ cái bài này? Vì Như Đức chia sẻ bài này là vì chiêu cảm chỗ đó mà Như Đức chia sẻ bài này liền. Thà quý vị bữa nay không tu một thờ mà cái này quý vị còn thông tâm hơn. Còn hơn là làm cho một số cô trẻ nó cũng sợ. Tối nay không dám đi tiểu.
Sợ nó kêu, ngày mai nó kêu thầy ơi thầy, mua cho mỗi phòng thêm một cái bồ đi thầy ơi thầy. Người ta nó kỳ cục, cái tâm đó nó làm cho cả chùa nó ảnh hưởng. Mà những đứa cái buổi giảng này giảng xong cái cả chùa trở lại bình thường chân luôn. Người ta đều hiểu hết rồi. Cái cảnh giới hương linh và cảnh giới người sống nó có cái quy luật. Mình là người sống là mình là người giúp hương linh, nên mình phải có một cái quy lực cực kỳ mạnh. Chứ không thể nào mà mình sợ quá, trời tối sợ quá, cúp điện sợ quá, ngủ nửa đêm nghe gió thổi ngay cửa sổ, ô cái gì thế, gió thổi màn bay, trời ơi. Định đi tiểu mà nghe bàn mai bay, cái màn nó bay phạch 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 đó, tự nhiên nhìn thấy chùm mền lại, chùm cái chân, chùm luôn cái đầu. Chỉ cần lọt cái chân ra một chút thôi, không, phải chùm luôn cái chân. Ngộ vậy đó, có không? Có mà. Khi mà nửa đêm thấy ai cũng nằm ngủ mà thấy cái cửa mở sổ mà mở ra mà gió thổi mà màn bay không những không? Phải bay là mấy bà nhìn, mấy bà từng bị đi tiểu mới nhìn. Chùm mền lại đi. Có nhiều cô nó chơi thêm cái gói ôm ngoài trước nó chặn. Ngồi con người mình nó lạ kỳ vậy đó nghe. Chứ gặp là không có mền gói cho nó cũng chơi trội nó sợ. Đó. Nên quý vị nhớ yên tâm đi, giữa con người và hương linh cảnh giới khác nha. Và khi hương linh muốn nhập vô một người nào đều được vua Diêm La chấp thuận mới được nhập. Không có phải tùy tiện. Nếu mà cái cảnh giới của lục đạo này mà tùy tiện ai muốn nhập ai thì nhập thì lõn rồi. Nó nên có sự quản lý rõ ràng, quý vị rất là yên tâm đi. Chừng nào người ta dựa vô quý vị được là phải có chuyện người ta mới dựa. Dựa xong rồi, những đức giảng xong rồi là mãi mãi không bao giờ có nữa đâu. Nó không có nữa. Mà lâu ngày yếu yếu có. Giải đãi là có. Hiểu không? Người trong chùa mà không chịu niệm Phật nghe không? Đi lên chánh điện tu thì không nỗ lực niệm Phật mà ngồi. Người ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Mình ngồi mình làm nè. Hương linh nhập với vị phải rồi. Vì đâu có niệm Phật, ngồi chung mà không niệm Phật, đúng không? Ngồi nhịp chân không chịu niệm Phật, hoặc là ngồi mà nhổ râu. Người ta niệm Phật mà ngồi ngồi nhổ râu, ngồi không? Nhổ râu một chút kìa, chút gã hương linh nhập là phải rồi. Chứ nếu mà ngồi mà đàng hoàng, dù mình buồn ngủ nhưng mà mình cố gắng như chú Mạnh nè. Khi ông ngồi đi chung, ông ngủ giống niệm niệm à. Lúc trước thấy chú Mạnh mà ông ngủ một chút, ông cố gắng niệm Phật làm nè. Giật, cố gắng lên thấy chưa. Nó cố gắng như vậy, không có sao. Nhưng mà ngồi mà không chịu niệm là có chuyện. Tần số nào yếu nhất là sẹt ngang với vị liền, không nói dòng gió. 100% luôn, đó. Nay mà giảng cái bài này thôi, đầy chút đi ra đó nghe. Chút đi ra đó nghe. Chút như đức giảng xong rồi, như đức hồi hướng xong rồi đi ra đó nghe. Hương linh phải dẹt đường đó nghe. Không giỡn đâu quý vị, đông dữ lắm á. Quanh chùa mình đông lắm á. Ừ. Mình có tâm với con người sống và có tâm với người đã chết mà. Sao đến ào ào ở đây, thấy không? Nên bây giờ quý vị muốn siêu thoát là cái tâm quý vị phải đặt vào câu A Di Đà Phật suốt luôn. Mạnh nhất là câu Phật hiệu. Bất cứ một cái tâm nghiệp khác đều yếu hơn câu Phật hiệu thì chắc chắn là giảng sanh. Câu Phật hiệu là mạnh nhất. Mạnh nhất, nhớ không? Đó. Chư hương linh phải buông cái tâm hận thù nhẹ xuống, nương bổn nguyện mạnh nhất thì giảng sanh. Buông cái tâm hận thù, nương vào bổn nguyện niệm Phật mạnh nhất thì giảng sanh. Đó. Nên nghe vậy rồi mới là chủ nhật đồ ha, mấy cô thấy không? Đó, mình phá thai đồ này kia đồ thấy không? Đi về chùa đồ, người ta nương tựa, người ta tu. Nó bây giờ hương linh mà đến đây mà mới lễ mà mới vô nè,
Hương Linh này chưa biết nè, chưa biết quy tắc. Không? Giờ nghe rồi biết quy tắc rồi đó. Ha, ngoan đàng hoàng. Ha, những đức mỗi tuần đều cúng đĩa thực rồi ha. Bắt đầu ngày mai dọn đồ cúng đĩa thực đồ được đường chút. Nhớ sữa mua thêm chút nữa nha. Ừ, cơm cháo miếng. Tại vì mình thường cơm cháo mà. Cúng cho người ta phải có cái tâm thành kính để cúng. Khi dọn đồ cúng đĩa thực là phải dọn đàng hoàng. Tay chân phải rửa cho sạch. Đừng có đang dọn cùng đồ cúng đĩa thực mà gãi. Mình nghĩ không có ai mình gãi, gãi ngứa đồ chơi. Gãi ngứa lát đồ, gãi ghẻ đồ, gãi xong bóc bóc đồ ăn của người ta. Kẹt lắm á nghe, không có giỡn đâu nghe chưa. Trong giới kinh mà nói ăn cơm mà gãi đầu gào rớt xuống. Bây giờ mình đang dọn đồ cúng Hương Linh mà. Mình phải dọn thành kính. Nhớ nghe cái tâm thành kính đó đó. Là cái tâm đó là cái tâm mình cúng người ta có lợi ích lớn. Đúng không? Đó nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng trong chùa mình và hoặc tử khắp nơi nơi. Phải trân quý khi mình đang còn sống. Phải cố gắng tu hành niệm Phật và nương vào ngôi Tam Bảo và nương vào pháp môn Tịnh Độ. Cả đời tu niệm Phật không thay đổi. Ở ngôi Tam Bảo là chỗ bình yên nhất của cuộc đời chúng ta. Quyết chí niệm Phật để cuối đời mình và chư Hương Linh và tất cả cảnh giới quỷ thần đều hướng về Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới cực lạc thì không còn sanh già bệnh chết, không còn khổ đau, luôn luôn hưởng được niềm vui. Đó là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy mình. Nên cố gắng về cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Tịnh Độ.